Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Xin kính mời quý vị và anh chị em lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Giuse Vũ Nhật Thăng. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày 15 tháng 6, thứ ba sau Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên. Con mời gọi quý ông bà và anh chị em nghe tin mừng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì nào anh em có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm chi lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Hôm nay, lời Chúa theo tin mừng Thánh Matthew thuật lại phần cuối, nhưng là phần khó nhất của những trường hợp cụ thể trong giáo huấn mới mẻ của Chúa Giêsu so với luật Môi-se. Luật truyền cũ, hãy yêu thương đồng loại, được gặp thấy trong sách Lê-vi, nhưng lệnh truyền hãy ghét kẻ thù theo chú thích của nhóm các giờ kinh phụng vụ thì không được gặp thấy ở đâu trong sách luật cả. Động từ ghét này chỉ cốt làm tương phản từ yêu thương. Chúa Giêsu đã dùng từ ghét để nói lên sự tương phản từ yêu thương. Chúa Giêsu dạy: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những ai ngược đãi mình. Chúng ta biết vào thời kỳ Chúa Giêsu thì những người được coi là kẻ thù gồm đế quốc đô hộ Roma và những đồng minh của họ. Vào thời kỳ các môn đệ, khi các sách tin mừng, các tân ước được ra đời, thì những kẻ thù bao gồm ngay cả những người đồng loại với nhau. Vì những xung đột giữa người theo luật Môi-se và các Kitô hữu tiên khởi. Còn vào thời kỳ hiện đại của chúng ta, kẻ thù của giáo hội của chúng ta là những con người cụ thể. Kẻ thù là những con người làm hại, làm tổn thương mình. Mà mỗi lần nhắc đến tên hay nhìn thấy mặt là những ký ức bị hại, bị làm tổn thương lại hiện lên. Và chúng ta có những cảm xúc mạnh. Đây là những biểu hiện tự nhiên chúng ta cần ghi nhận. Nhưng Đức Giêsu dạy, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những ai ngược đãi mình. Chúa Giêsu đã dạy và làm qua cuộc thương khó và cái chết trên thập giá. Chúa Giêsu nói trên thập giá, lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu đã yêu thương những người bắt hại, tha thứ và cầu nguyện cho họ. Qua đó, Chúa Giêsu muốn mở tầm nhìn và trái tim của chúng ta về Thiên Chúa. Nơi Ngài chỉ có tình yêu, không có hận thù ghen ghét.
Chúa Giêsu đã ví Thiên Chúa Cha là đấng đã cho mặt trời mọc lên soi sáng người xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như những ai bất chính. Thiên Chúa không chống ai cả, Thiên Chúa không thiên vị ai cả. Ngài là cha chung của mọi người và tất cả chúng ta là con cái của Ngài. Phần kết, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Thế nhưng nên hoàn thiện không phải là một sớm một chiều, cũng như yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ và những ai làm hại mình không thể thực hiện liền được vì những vết thương còn tươi, chưa được chữa lành, mà là một hành trình của những bước nhỏ với ơn Chúa, thời gian và sự cộng tác của mọi người chúng ta. Điểm nhấn mạnh là ở chữ như, sống và cư xử như Chúa đã dạy và làm gương cho chúng ta, ngay cả những kẻ thù của chúng ta nữa. Ngày hôm nay con mời gọi quý ông bà và anh chị em hãy cầu nguyện kinh lạy cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, để tập cho chúng ta đi vào và sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa và liên đới với anh chị em của chúng ta, kể cả những người đã và đang làm hại chúng ta. Cũng trong tâm tình liên đới, chúng ta hướng đến những nước và những nơi đã và đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID và những biến chứng khó lường của nó. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.